Vâng, xin chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền tổ quốc đến với kênh Thiên Quyến Đầu Đô Hải Dương. Hôm nay trung tâm xin phép được giới thiệu với các bác và anh em một trong những con radio cassette vô cùng cổ và hiếm. Con này là trong top hiếm nhất Việt Nam. Đó là những con radio cassette còn tồn tại lại đến bây giờ. Theo như sử sách nó ghi thì được sản xuất năm 1956 và còn nguyên thùng xốp và các cái giấy tờ phụ kiện liên quan. Thì trước mắt các bác đây là một trong những con radio cổ nhất Việt Nam. Và em này đặc biệt là được thiết kế rất là đặc biệt luôn. Nó thiết kế như một cái vali và có thể xách đi ra ngoại vân vân. Và cái đồ hiếm nhất của con này là có sử dụng cả pin các bác nhé, sử dụng chạy cả pin luôn, tức là ngoài chạy điện ra thì em nó chạy cả pin. Pin thì con này hiện nay đang chạy 6 quả pin đại các bác nhé, xe đi. Thì tôi sẽ tiến hành quay con này để các bác để ý tinh. Đây đầu tiên là các bác nhìn tinh, em còn nguyên cả cái thùng luôn. Con này là dòng một trong những dòng tồn kho còn rất cổ hiếm mà còn tồn tại lại hiện nay trên thị trường. Theo như cái sách của nó đây, các bác nhìn tinh đây. Đây là toàn bộ các cái giấy tờ của nó đây này. Đây là giấy tờ của nó. Và các bác phải ý tinh là cái giấy tờ này khi mua hàng nó không có, nó chỉ có model này, không có người mua hàng, tức là con này bị tồn kho, chưa có người mua. Đấy. Và cái sổ sách nó ghi đây, các bác nhìn tinh đây. Đấy, ngày 21 tháng 5 năm 1956 các bác nhé. Rất cổ luôn. Đấy. Tất cả cái giấy tờ này đi theo cái máy này các bác này. Nó hướng dẫn rất là chi tiết, đây là cái sách hướng dẫn. Khá là chi tiết luôn các bác nhé. Đây. Còn tồn lại đến bây giờ. Đây, các bác nhìn tinh chưa? Đấy. Rất chi tiết luôn. Và giấy tờ còn giữ được rất đẹp, rất mới các bác nhé. Đấy. Có cả thiết kế để cắm trên ô tô này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, mang trên ô tô có thể cắm được để hát trên ô tô luôn. Đấy, hết sức thông minh. Đấy. Con này có cả hát karaoke các bác nhé. Hát karaoke luôn, hai người hát bình thường. Con này là một trong những con hết sức là đẳng cấp. Đó. Ngoài ra có thể chạy được pin, pin đại. Con này được giữ độ mới của nó 98% các bác nhé, chưa sử dụng. Rất đẹp luôn. Đó. Tất cả những cái sách hướng dẫn nó liên quan đến các bác nhìn thấy chưa? Tôi sẽ tiến hành quay khá chi tiết cái sản phẩm. Ở trong cái này, cái phiếu bảo hành mua này bao giờ nó có hai liên các bác nhé. Có hai liên luôn. Đây này, các bác nhìn tinh này. Nó có hai liên này. Đó. Một cái liên là đây. Đấy, một liên là liên là chỉ gửi cho khách hàng này, nhưng mà tất cả cái này là chưa có người mua các bác nhé. Hàng tồn kho. Tức là chưa được bán ra thị trường. Tôi sẽ tiến hành test chức năng cho các bác xem. Đây, tôi sẽ mở sản phẩm ra, tôi test chức năng cho các bác xem. Vâng, đây để em nói với các bác này. Hai cửa băng nhé, con này đặc biệt là sử dụng hai cửa băng. Điều rất là đặc biệt luôn. Hai cửa băng. Con này có hệ thống DVD, tức là chức năng xử lý âm thanh để hát karaoke. 5 chế độ TPS là cái chức năng để tìm bài, tức là có thể tìm được 5 bài các bác nhé. Và điều đặc biệt là con này tìm được cả hai bài, tìm được cả hai cửa luôn. Đấy là điều rất hiếm xảy ra một số dòng này. Con này có khả năng cả tính năng ghi các bác này, ghi AM/FM, cái em con này full 108, các bác nhìn thấy chưa? Mới không tì vết luôn, tức là còn trong vắt luôn. Đây các bác nhìn tinh cái lúm nút của nó này, tôi quay rất cận cảnh và rất chậm. Thực ra thời tiết ở Bắc Bộ hiện nay cũng đang rất là không thuận lợi. Thường là mưa bão và mưa ra mùa cho nên là rất khó thời gian để quay cho các bác ở ngoài trời như thế này, thì cũng nói như vậy để các bác thật sự thông cảm. Đây các bác nhìn tinh cái cửa băng của nó này. Đấy, cái lớp mạ nó không một tì vết luôn, hàng tồn kho mà các bác. Đấy, tôi quay rất chậm này, các bác nhìn tinh đây lúc của nó, các bác nhìn chưa, chưa vết tay luôn, nếu có vết tay nó sẽ mòn. Đấy, rất đẹp luôn. Con này sử dụng một loa toàn giải các bác nhé. Loa này là bass 20 phân. Loa toàn giải. Cho nên tiếng con này rất hay. Tất cả các phần lưới các bác cũng nhìn tinh này. Không có tí nào bị ố hay gì hết các bác nhé. Bị ố không có. Quay để xách các bác nhé. Quay để xách. Đây tôi sẽ quay đằng sau các bác để ý tinh. Đây. Rất đẹp luôn. Các bác nhìn tinh cái chạm kết nối anten phụ này. Đấy, nó còn mới kính con này không? Ốc áp không có tí hàn nào luôn. Đấy, đây này, các cái đường mạng của nó này. Xin lỗi, các cái chữ in của nó này. Phép căng luôn. Đấy, margin ra van các bác nhé.
Con này là điện 100V 24W và ngoài ra có thể chạy được pin side D 13.5V DC 13.2V các bác nhé. Pin thì con này nó chạy được tất cả là, đây các bác nhìn tinh này, 9 quả pin các bác nhé, chứ không phải là 6 quả đâu nhá. Tổng của nó là 9 quả pin. 9 quả pin là tức là nó rơi tầm khoảng độ 13.5V. 13.5V các bác nhá. Cho nên con này tiếng rất to, cực kỳ to. Đây các bác nhìn tinh đây, cái phần pin của nó đây. Mới cong luôn. Đây là cái bột biển các bác nhìn tinh này, qua nhiều chục năm là nó có độ thoái hóa này. Và đây là cái số Suzuki nhá các bác nhìn tinh cái số Suzuki này. Đấy, Suzuki của em nó đây. Còn mới cong luôn, này các bác nhìn tinh này, lắp pin của nó còn mới cong luôn. Tức là con này bị tồn kho mà, đấy, chưa có sử dụng. Cho nên cái gì nó cũng đẹp. Đấy, mới cong luôn, không một tí nào oxy hóa gì. Lắp pin sạch tinh cả hai bên. Rất là mới, này nó so với nhìn tinh chưa, mới chưa. Con này pin nó trồng thành 3 lớp các bác nhé. Mỗi một lớp là 3 quả, 9 quả tất cả. Con này dây nguồn còn zin, đây tôi đang quay một zin nguồn ở ngoài. Ngoài ra có thể chạy được điện DC, vừa chạy AC này, DC và chạy cả pin. Đó là điều rất hiếm ở những cái con này. Đây nó ghi rõ này các bác nhìn tinh chưa, sử dụng pin side D 9 quả. Pin side D là pin rất thông dụng ở pin đại, các bác có thể mua pin con thỏ đâu đó tầm 7-8 nghìn một đôi thôi. Các bác có thể mang đi ra ngoài, rất là tuyệt vời luôn. Tất cả góc cạnh nó còn giữ được gần như mới luôn các bác nhé. Không một tí nào tì vết luôn, bởi vì nó nguyên thùng xốp. Đây các bác nhìn tinh cái anten nó này, anten rất mới luôn. Đấy, anten của rất đẹp luôn. Đấy, anten zin các bác nhá. Đây zin của nó luôn. Mới cong luôn. Này, ốc ác mới này. Đấy, rất mới. Con này thì các bác yên tâm là không tì vết luôn, bởi vì đã hàng mới 98% là không tì vết rồi. Không một vết rất nhỏ luôn. Đây các bác nhìn tinh, gần như không có bụi cát bởi vì nó được đóng rất là kỹ, đóng trong thùng rất là kỹ. Tôi sẽ test cái chức năng âm thanh. Đầu tiên là cái chức năng mở nguồn này các bác nhìn tinh này. Đây mở nguồn đây. Tôi sẽ kiểm tra xem là đã được cắm nguồn chưa. Rồi, okay. Hướng Hải Phòng đi Hà Nội, giao thông đang ùn tắc theo cả hai chiều. À đây rồi, bạn thính giả. Con này thì rất là chất rồi. Ngã tư phố nối B hướng từ Hải Phòng đi Hà Nội, xe container gặp sự cố và các phương tiện đang gặp khó khăn. Đây là FM giao thông 91 các bác nhé, 91. Con này FM 108 rồi. Bạn gửi lại hình ảnh về chiếc xe Hyundai Accent. Quan điểm của Hủ về bất bình đẳng giới, đàn ông xây nhà, đàn bà xây. Sự phát triển của phụ nữ là chú ý như lúc nãy. Làm phân tích thì chắc chắn bạn. Woman in Love qua sự thể hiện của Barbara. Những cover lần này thì Sophia đã cover lại các bạn. Dối trong cái quá trình các bạn ra quyết định. Vâng, và các bạn thính giả thì cũng rất là muốn nghe những lời chia sẻ từ anh Hữu Ý ạ. Có một cái vấn đề mà mình cảm thấy rằng là cái sự quan tâm của các bạn đối với các vấn đề hướng nghiệp nó chưa được đúng mực hoặc là phù hợp. Tại vì thứ nhất là hầu như mọi người bắt đầu bước vào năm lớp 12 thì các bạn mới bắt đầu quan tâm là ô cuối năm nay mình sẽ vào trường nào. Và lúc đó thường thường xu hướng sẽ lựa chọn vào là hiện tại ngành nào sẽ hot nhất hoặc là cái ngành mình thi thì cái trường nào nó đang có khả năng đậu, mà mọi người lại chưa quan tâm đến rằng là cái ngành nào là phù hợp với chính mình. Một vấn đề nữa, cái phương pháp hướng nghiệp tại trường trung học phổ thông hiện tại chưa cho các bạn có góc nhìn sâu hơn về các ngành. Lưu ý riêng tại các tỉnh thuộc Tây Nam Bộ có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Con này có chế độ là các bác gạt sang bên này nó sẽ vừa là hát karaoke vừa là để trộn với cái nhạc luôn các bác nhé. Trộn nhạc người Nhật ngày xưa người ta hát bằng băng cassette nhiều. Đấy.
Quý vị thân mến, để khép lại chương trình của Tạ Âm Nhạc ngày hôm nay, xin mời quý thính giả đến với món quà của bạn Lê Trung Hiếu ở Ninh Giang. Bạn muốn gửi tới bạn Phạm Thị Nhung bài hát Bình Yên do Nguyên Hà thể hiện. Kiểu rất to các bác nhá, kiểu cực kỳ to luôn, rất là chân. Và chúc em luôn xinh đẹp, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý vị, chúng ta cùng thưởng thức món quà âm nhạc này và khép lại chương trình tại đây. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Người ta bắt OK, đó là cái phần bằng sóng FM các bác nhé. Ai em ở đây, tôi sẽ vặn là ai em. Thực ra là những cái này có vặn xong rồi chốc lại phải lấy bông lau đi các bác nhé, bởi vì là sợ có mồ hôi nó sẽ ố. Sau thuốc gì tôi đã điều trị đến 2 tháng ấy, sau đấy bệnh vẫn vậy rồi. Sau đấy tôi lại đi lên phòng khám Hoàng Việt thì họ siêu âm tìm vượt qua. Bước tới. Xin được tiếp tục chương trình Hành Trang Trẻ. OK, cái sóng ai em ở chỗ trung tâm thì nó phải ngương đổi cái hướng này thì bắt đầu là sóng nó mới lét các bác nhé. Đấy là đặc trưng ở khu vực này. Đây phải đổi thế này quá này. Làm gì tiếp với cái gì? Vâng, trong lúc đang trăn trở bế tắc thì tình cờ chị Nga nghe đài thấy nói đến sản phẩm Ích Giáp Vương. Chị tìm hiểu thêm thấy rất tâm đắc vì sản phẩm này có thành phần chính là hải tảo đã được chứng minh tác dụng qua nhiều nghiên cứu khoa học. Đó, cái hướng ở đây nó như vậy. OK, tôi sẽ test cho các bác cái phần băng cassette. Con này thì được cái là hai cái đầu từ rất là mới. Đây, tôi sẽ quay các bác nhìn tinh. Đấy, còn rất là mới luôn, cơ rất đẹp luôn. Và con này đặc biệt là nó lại tìm vài được cả hai bên. Lát nữa tôi sẽ thử cái chức năng đó. Đây, cái này gạt vào cassette này các bác này. Xuân tươi một năm vất vả. Đặc biệt là hai con này là đều có thể tìm bài được cả hai cửa các bác nhé. Để tôi thử này. Rào các bác nhìn cái đèn này. Đây này. OK, thấy không các bác tìm bài rất là nhạy luôn. Đây các bác muốn tìm hai bài thì ấn vào đây phát này thì nó nháy hai đèn này. Đấy, đây. Đấy. Rất nhạy luôn. Đây. Ngược xuôi mà hoa bắc phố. Đây các bác nhìn tìm bài này. Bằng rất nặng nhưng vẫn tìm được bình thường. Đây nha các bác nhìn kinh này. Bằng hơi lặng. Bằng lặng quá. Bằng hơi lặng. Các cái băng mà dạng cúng hoa mai vẫn tốt các bác nhé. Những cái băng mà dạng khung này rất là nặng các bác nhé, rất là nặng luôn đấy, vẫn chạy bình thường hết, tìm bài bình thường hết luôn. Sen hồng kèn trắng hoa mi, phố nào cũng có hoa gì cũng tươi đó. Các cái chức năng của nó thì chạy hoàn hảo hết các bác này, tương đối lại tương đối lại đều chạy hết nha các bác nhé. Đây. Cái này chạy cửa nào nó sẽ báo đèn cửa đấy các bác nhé. Nhìn này, nó chạy cửa 1 nó sẽ báo đèn cửa 1 này. Còn nếu chạy cửa 2 nó sẽ báo đèn cửa 2. Đấy, nó sẽ báo cửa 2. Nói chung băng này thì rất chất rồi. Băng của nó, con này, cái phần cơ này có rất là ngon. Và con này đặc biệt là toàn bộ zin toàn phần các bác nhé. Dây quốc gia nguyên của Nhật, bánh tì, tất cả chưa một cái nào phải thay thế luôn. Đó là con này nó bị tồn kho, đúng là tồn kho khác. Thì nó giữ được gần như là nguyên tuyệt đối luôn. Trường hợp đấy thì rất là hiếm các bác nhé, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái môi trường bảo quản. Bởi vì là nếu như là cái môi trường ngoài nào nó không bị thoái hóa, tức là không nhiệt độ nó không bị quá thay đổi thì nó không thoái hóa.
trên cò mây, thường khi vào tôi nhớ hương mây. Tiếng lét lắm, con này tiếng rất là lét các bác nhé. Tiếng rất là lét và chất luôn. Nhớ cả người. Tôi sẽ có thử các bác thêm cái phần alo của nó hay là cái phần mic nhé, để các bác sẽ trải nghiệm cái âm thanh của nó. Đây tôi thử trên cái bích của Nhật. Lô. Đây là các bác nhìn tinh nhá. À, cái này có một cái điểm này các bác để tinh này. Cái này có chỉnh tốc độ nhanh chậm ở phía bên cửa 1 rồi các bác này. Đây này. Tân vùng trần san với những ưu tư. Có mây đang dấu chân tròn, đường đi bước mòn. Sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ trôi. Đường hành quân. Đấy, nó có thể chỉnh nhanh chỉnh chậm các bác nhé. À, đây là cái nút chỉnh của vang nhại và đây là chỉnh mic này các bác này. Đây là mic 1, mic 2 nha các bác nhé. Mic 1, mic 2 tương ứng ở đây này. Mic 1 đây này. Đây này. Ở mic 2 đây. Alo. 1 2. À, tôi sẽ thử các bác cái phần vang nhại đây này. 3 4 5 6 7. Lô 1 2 3 4. Lô. Đấy các bác thấy không? Đây mic 1 này, mic 2 này. 1 2 3 4 5 6. Đặc biệt là con này không có rú rít là một. Cái thứ hai là nó cắm vào nó không bị đắt loa các bác nhé. Đây là cái hiếm của những dòng này. 1 2 3 4. Alo 1 2. Đó các bác thấy không? Rút ra rút vào không hề đắt loa. Rất là hay. Khi nhớ cả người. Cái này rất thích hợp cho các bác nào là có điều kiện đi picnic, đi du lịch đấy. Du lịch cả gia đình chẳng hạn đấy. Thì mà các bác muốn cắm ở trên xe ô tô là có thể hát được karaoke các thứ bình thường luôn. Đấy, rất là hay. Các bác mà muốn thiết kế thêm một cái chức năng Bluetooth ấy, thì cái này là trung tâm sẽ bán hoặc là thiết kế cho bác cái riêng. Đấy, bởi vì các cái đời này nó sẽ không bao giờ có Bluetooth được, nhưng có thể thiết kế được bình thường. Đấy thì là các bác đi dã ngoại đi du lịch thì tuyệt vời. Đấy, tuyệt vời luôn. Còn ngoài ra thì có thể mình có thể là mang đi đi câu cũng được, bởi vì con này nó chạy pin mà. Các bác mang đi rất nhiều những yếu tố đi dã ngoại thì rất là hợp lý. Thì đó là cái con này là một trong những con rất là hiếm, nằm trong top hiếm nhất Việt Nam các bác nhé. Top hiếm nhất Việt Nam. Bởi vì em này là bị tồn kho giữ được gần như là mới tinh. Đấy, tất cả các cái chức năng chạy hoàn hảo hết nhé. Và đặc biệt là con này máy rất là mới, máy trong rất là mới. Tôi cũng đã quay lại cho bác cái phần sơ di đấy nhé. Các bác tinh nhìn tinh các cái góc cạnh của em nó này. Đấy, không một tí vết luôn nhé, bởi vì còn như từ xốp. Giữ rất là đẹp luôn, không tí vết luôn, tất cả góc cạnh luôn. Đây tôi quay lại cái sơ di để các bác xác nhận cho nó chính xác. Đây sơ di của em ở đây. Sơ di rất là dài. Đấy. Con này là sử dụng 9 quả pin đại size D. 9 quả pin. Đấy, chính vì vậy là nó hát rất là to. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Pin 9 viên size D kìa. Đấy, là 13.5V. Đấy. Ngoài ra có thể cắm được trên ô tô. Con này nó còn sắc nét từ các cái chữ nhỏ ấy các bác nhé. Đấy. Cái ổ các bác nhìn đi, nó còn mới thế này. Đấy, rất là mới luôn. Và đó là con này là một trong những con tồn kho quá đẹp. Quá đẹp, quá mới. Ok, tôi đã quay chi tiết cái con này rồi. Bác nào mà quan tâm đến sản phẩm những cái hàng độc hiếm tồn kho cũng như hàng nguyên thùng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại trên bài đăng. Các bác có thể đặt những sản phẩm đặc trưng thì các bác cũng có thể đặt qua số điện thoại dưới bài đăng nhé. Thì trung tâm cũng sẽ lấy các cái sản phẩm mà các bác đặt về
để cho các bác sưu tầm những cái sản phẩm, nếu mình cảm thấy sản phẩm nào mình tâm đắc mà mình muốn có thì mình có thể là đặt, chúng tôi có thể mua từ nước ngoài về cho các bác luôn. Đấy. Một trong những cái dòng sản phẩm hiếm. Đấy. Thì các bác nào và quan tâm đến sản phẩm gì các bác alo nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác nhé.